Từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 8 vừa qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cất bốc quy tập 6 hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị K600, Ban lương thực Quảng Đà hy sinh tháng 5 năm 1968 tại dãy núi Sơn Gà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Hành trình đưa các anh về tuy gian nan vất vả, nhưng thực sự mang ý nghĩa sâu sắc nhằm ghi nhận và tri ân thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Hơn nửa ngày băng rừng, lội suối, đoàn công tác gần 20 cán bộ Sở Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, huyện đội Hòa Vang và thân nhân liệt sĩ đã hành quân đến nơi các anh nằm lại tại dãy núi Sơn Gà, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, giáp ranh với xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Theo thông tin đồng đội và gia đình cung cấp, qua nhiều lần khảo sát, tìm kiếm, các cơ quan chức năng đã xác định đây là vị trí an táng ban đầu của 6 liệt sĩ thuộc đơn vị K600. Ban lương thực Quảng Đà hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1968. Các anh chị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thu mua lúa gạo, sản xuất chế biến và vận chuyển lương thực, phục vụ cho các sư đoàn quân giải phóng và cán bộ dân chính đảng thuộc huyện Hòa Vang và Đại Lộc. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thì trong cái trục đường đi, thì vào trong rừng sâu, đồi núi hiểm nghi, hiểm trở, nhưng chúng tôi đã phối hợp với gia đình cùng các ban ngành đoàn thể để khắc phục những khó khăn. Thì trong con đoạn đào thì chúng tôi đã tiến hành là đi khảo sát, thì sau khi khảo sát thì chúng tôi xác định được vị trí, từ vị trí đó thì chúng tôi đã sử dụng bản đồ rồi là định vị tọa độ để xác định được khu vực người chỉ huy ở và tiến hành đi tìm kiếm mộ liệt sĩ. Ba ngày đêm trên địa bàn rừng núi với dốc cao vực sâu, đoàn công tác đã hoàn thành trọn vẹn hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội. Việc di chuyển đến nơi chôn cất liệt sĩ chủ yếu là hành quân bộ với điều kiện địa hình phức tạp, nhiều khe suối, rừng rậm, núi non hiểm trở. Mộ liệt sĩ nằm ở khu vực khó phát hiện, không có sơ đồ mộ trí. Các dấu vết xác định vị trí mai táng ban đầu qua nguồn tin thu thập tính xác thực không cao. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, chỉ bằng phương pháp đào thủ công, các thành viên đoàn quy tập đã khắc phục mọi khó khăn, tiến hành cất bốc cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, hoàn thành nhiệm vụ quy tập đưa các liệt sĩ về nghĩa trang. Nhiều lần gia đình chúng tôi đã đi tìm mộ rất khó khăn, không thành công. Nhờ sự hỗ trợ của thành phố tổ chức đã quy tập các mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi rất xúc động, vui mừng và cảm ơn chân thành đến các cơ quan chức năng của thành phố. Chúng tôi cũng quyết tâm bằng mọi giá, khi có thông tin là chúng tôi sẵn sàng hành quân lên đường. Và qua đây thì đối với lực lượng vũ trang cũng như là cán bộ chiến sĩ và nhân dân thì chúng ta thấy rất là trân trọng cái kết quả mà các anh, các chú và các liệt sĩ là chiến đấu. Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ đã được tổ chức trọng thể tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân, đại diện các sở ban ngành của thành phố có mặt đầy đủ, dâng hương và kính cẩn nghiêng mình trước anh linh những người có công với nước. Các anh chị hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc và nằm lại lặng lẽ nơi núi thẳm rừng xanh. Tròn 55 năm sau ngày hy sinh, các liệt sĩ đã được trở về trong vòng tay đồng đội, thỏa lòng mong ước của gia đình, người thân. Những nén hương ấm áp chính là tấm lòng, tình cảm của thế hệ hôm nay dành cho các chị, các anh, những người đã vì nước hy sinh, vì dân phục vụ. Hành trình đi tìm đồng đội trải qua nhiều gian nan, nhưng đó chính là việc làm đẹp đẽ và vô cùng ý nghĩa để tiếp nối truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tri ân các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc.